Rất là khổ trên đường lưu diễn, Lâm Nhật đi, Lâm Nhật chứng kiến rất là nhiều cái cảnh mà khổ như vậy, để các em thấy rằng là ngày hôm nay các em được ngồi trong trường lớp, được gặp gỡ các thầy, các cô dạy dỗ như vậy. Đoàn mô tô bay, quý vị, các em nhỏ không biết là có biết cái loại hình nghệ thuật ở trong miền Nam có mô tô bay, các em có biết không? Có một cái lòng chảo như vậy, xong rồi xe đạp rồi xe máy bay vòng vòng vậy nè. Cái cô trưởng đoàn là người Huế bán vé ngoài cổng, còn cái anh cáp chánh là người miền Nam. Buổi chiều đi nhậu xịn quá, mô tô bay mà quên đổ xăng, về cái là bay vậy đó. 5 giờ là mở suất buổi chiều, mà mô tô bay là cứ 10 phút là một suất, 15 phút là một suất, một ngày diễn mấy chục suất vậy đó. Cái anh diễn viên chính là cái anh chồng đó, đi về trễ, quên đổ xăng thì làm sao, nhảy vô quẹt xong vẫn cái bay, nó bay liền, bay vòng vòng, khán giả đứng trên cái lòng chảo nhìn xuống cái giếng vậy nè, bay tới cái vòng mà khó nhất là bay sát cái mé cái giếng vậy nè, đứng bằng hai chân, bay bằng hai chân, cởi áo ba lỗ để bịt mắt lại, bay, khán giả cho tiền vậy đó. Kính thưa quý vị, hết xăng, mô tô bay hết xăng, rớt một cái răng, cái xe đè lên cái người, máu chảy quá trời, ở trong đoàn chạy ra, chị ơi, chồng của chị bị tai nạn, đè xe hết xăng từ rô kia, cái bà vợ chạy vô, con vợ ác phụ xâm lăng, thấy thằng chồng té tai nạn, máu chảy như vậy, thì không lo, mà tại vì bé đã bán ông 19-10 suất rồi, anh ơi, em bán về hết rồi, bây giờ anh như rỉ, làm sao mà trả vé lại được, anh ơi, anh chết rồi, ai bay. Cái trong đoạn đấy là, trời ơi, cái gì vậy, chồng chảy máu tâm lúc đem đi cấp cứu nè. Mới ngày hôm qua, anh còn hạt cho em nghe, thì chứ ôn kỷ niệm gì đó, anh còn hạt cho em nghe. Mỗi năm đến hè lòng mang mang buồn, 90 ngày qua chưa chan tình thương, màu hoa tươi thắm như máu con tim, máu đi nha, cái bài chỉ mà máu mẹ tùm lum, bây giờ xui xẻo và chết rồi, ai bay. Đó là những cái chuyện gì mà trên con đường lưu diệt của Lâm Nhật.